Ủa Thơm, bạn gọi mình hả? Bạn lại đây, mình có món quà tặng bạn nè. Mình vào lớp trước đây. Ủa gì ghê dữ hả? Thông minh quá. Kem ơi, mẹ mua bánh bò thốt nốt bạn thích nè, ngon lắm. Thôi mình không ăn đâu. Ủa bạn sao vậy? Hôm nay ở trường Tôm bày trò khiến mình dẫm phải vật gì đó, nó bốc mùi lên hôi lắm, làm mình khó chịu tới giờ luôn. Hả? Đồ chơi gì mà lại bốc mùi hôi? Lạ thật. Mình cũng không biết nữa. Vậy mình phải tìm hiểu mới được. Kem ơi, quay lại đi, mình có chuyện muốn nói nè. Thôi bạn đừng có chọc mình như hôm qua nữa nghe. Mình không có thích đâu. Ủa, chơi vui mà. Nay mình cũng có vật này tặng bạn. Đảo đây. Thôi quá à. Tôm, bạn quá đáng quá đi. Mình không có thở nổi nữa nè. Kim, mày không sao chứ? Bạn nói thật đi, đồ chơi này là gì? Sao nó lại làm Kim khó chịu vậy? Mình có làm gì đâu. Mình đùa với Kem chút thôi mà. Đây là đồ chơi bơm thối, ai ngửi mùi nó thì khó chịu chút chứ không nguy hại gì hết. Vậy bạn mua nó ở đâu? Mình được hai người lạ cho. Họ bảo đây là sản phẩm đồ chơi nhập từ nước ngoài, rất an toàn nên mình mới dùng. Mình không có ý làm hại Kem đâu. Kem ơi. Ủa, chú cô, sao bạn tới đây? Kem, bạn khỏe rồi hả? Chuyện này là sao? Tụi mình phải bày trò này thì mới biết được món đồ chơi của bạn đang dùng là gì và nó có từ đâu. Thì ra các bạn đóng kịch lừa mình. Các bạn có lầm quá không đó? Đây là đồ chơi an toàn mà. An toàn mà hôm qua mới ngửi mùi đồ chơi này một chút thôi, mình bị say sẩm chóng mặt cả ngày luôn đó. Muốn biết an toàn hay không, để mình quét mã vạch là biết cái gì. Không rõ nguồn gốc, cực kỳ độc hại. Bạn thấy chưa Tôm, xém chút nữa là bạn hại Kem thật á. Mình xin lỗi, mình không cố ý mà. Tức thật, vậy là hai người kia đã lừa mình. Đây nè, là hai người này đã cho mình đồ chơi bơm thối và nói nó rất an toàn. Ủa, chưa cơ. Sao lần đầu gặp mà hai người biết tên tôi? Gặp hoài mà, phải lần đầu đâu. Giọng nói này. À, ta biết rồi. Bình xịt hơi cay. Ôi cay mắt quá. Là bọn bóng đen. Thì ra đồ chơi này là của các ngươi, cố tình cho tôi để làm hại các bạn trong trường. Các ngươi muốn gì? Nói mau. À, trời ơi, ta nói thì bọn ta chỉ muốn tuồn đồ chơi bom thối vào trường để gây rối, sau đó đợi thời cơ tóm hết bọn trẻ các ngươi, bắt cho cô giao ra các bảo bối thần kỳ thôi mà. Món đồ này có mùi hôi khó chịu như vậy, nếu hít nhiều sẽ cực kỳ nguy hiểm. Cho cô, bạn phải trừng trị chúng đi. Được rồi, mình sẽ dùng chiêu gậy ông đập lưng ông. Hey. Tôi quá. Mùi gì? Mùi gì? Ông thật khó thở quá. Nỡ quạt ơi. Tôm à, lần sau bạn không nên mua hay nhận đồ chơi không rõ nguồn gốc và thành phần nha. Bởi vì chúng có thể chứa những thành phần độc hại, làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người dùng đó. Mình hiểu rồi. Xin lỗi Kem và các bạn lần nữa nghe.